Hey, xin chào các bạn, mình đã quay trở lại. Trong phần trước thì mình đã nói sơ sơ qua về cái định nghĩa chung của bố cục, nó chính là cái cách sắp xếp các phần tử, đấy, khoảng cách, cái vị trí của phần tử, vị trí của ảnh, đấy, sao cho nó thuận mắt của người dùng và nó hợp lý với cả cái mục đích truyền thông. Đấy, bây giờ mình sẽ không phân tích nữa, mặc dù là mình cũng muốn phân tích cái này để bạn thấy rằng là vì sao nó đẹp thế, nhìn tây thế. Đấy, thôi mình phân tích sơ qua nhé, để bạn thấy là cái phần phân cấp của nó khủng khiếp mức độ nào. Đấy. Đấy là đầu tiên là gì nhỉ? Nó là cái chữ trong một cái diện tích nhỏ, mình xét trong diện tích nhỏ thôi. Thì cái lack of style là một phân cấp thông tin để chữ to nhất, và mình sẽ nhìn vào cái này trước. Đấy, vì nó trắng, cái thang độ xám. Tức là khi mà mình nhìn vào phần tử nào không phải là bởi vì nó có màu, nó màu sắc đẹp đâu nhé, mà bởi vì là cái thang độ xám, tức là cái bước, tức là khi mà mình phủ tất cả đen trắng này thì cái hình này nó sẽ thành một cái màu trắng đục. Đấy, ví dụ như cái chữ xanh này nó thành màu trắng đục bởi vì là thang độ xám nó nhỏ hơn màu trắng. Cho nên khi mình phủ hết thành màu trắng màu đen ấy, thì cái màu đây là lack of style là chữ là nổi nhất, và cái chữ này là phân cấp, là phân cấp tốt nhất, phân cấp cao nhất. Sau đến chữ bài là một phân cấp, chữ ben ben Gardner này là một phân cấp. Đấy, nó kiểu chữ khác nhá. Bài là một kiểu chữ này, cái này một kiểu chữ, chữ form một kiểu chữ, Australia là một kiểu chữ, width là một kiểu chữ, 7.42 là một kiểu chữ, 1 2 3 4 5 6 7, chỉ có hai dòng text mà có đến 7 phân cấp. Thì bạn phải hiểu là cái độ đặc, nó đặc quánh của cái chất xám đầu tư vào trong cái một cái khối nhỏ là như nào. Tức thể phần tử này là 89, vì trong cái số 7.56 này là điểm số của cái web này nhé, thì bạn thấy là 7 nó còn viết đậm hơn và thang độ xám nó cao hơn, thì 56 chấm 56 để nhạt hơn và nhẹ hơn. Thì thấy là trong ngay trong một cái số bình thường thôi, nó cũng xử lý phân cấp này. Đấy, bạn thấy rằng là nó đầu tư cái phân cấp nó đến mức độ nào. Chữ design là ở dưới là chữ nhỏ hơn. Đấy, cái vòng tròn này nó phân cấp về màu là chính là đỉnh cao. Tức là gì nhỉ? Mình bạn phải rất là thuộc bánh xe màu thì bạn mới áp dụng vào đây nó mới hài hòa được đó. Ví dụ như màu này đi màu này nó nổi nhau vì nó màu đối lập nhau nhỉ, màu này là màu tương đồng, hai cái màu này là hai điểm số cuối cùng là nó tương đồng nhau, ví dụ như vậy. Tức là nó phải dựa vào bánh xe màu để phân cấp và nó giải thích được lý do vì sao Google nó là cái logo Google nó là gì, nó là mấy cái màu này chứ không phải là cái màu đỏ tím. Đấy, mà nó là màu, phải màu xanh vàng đỏ cơ. Ví dụ như vậy, tức là nó phải dựa vào cái bánh xe màu. Thế nên là gì nhỉ? Để mà sử dụng được nhiều màu trong trong một cái khối như này là bạn phải rất là vững về về vòng về cái bánh xe màu thì bạn mới làm được cái này. Nói chung là tính sơ qua cái này là phải đến khoảng gần 20 phân cấp trong một khối nhỏ như này, so với dân trí một cái khối nó chỉ khoảng 3 phân cấp thôi. Thì bạn thấy rằng là cái đầu tư về mặt gọi là cái đầu tư về mặt chất xám cho cái phần thiết kế bố cục ở đây là gì, là rất rất nhiều. Đấy, chính vì thế mà khi mà vào cái bạn nhìn thấy nó đập vào mắt mình luôn, mà cảm giác là gì, nó rất tây. Nó tây bởi vì là nó có xử lý phân cấp, nó có đầu tư chất xám ở đấy. Đó. Và mình phân tích thế là cũng tạm tạm thế là bạn hiểu rõ là gì, một cái sản phẩm mà nó được đánh giá như nào rồi. Đấy, nó đánh giá dựa trên chất xám đầu tư của nó, và chất xám nó chính là phần xử lý bố cục của mình đấy. Rồi, thì bố cục này nó giống như là bố cục về mặt gọi là về mặt tổng quát thì nó giống như là bạn sắp xếp đội hình bóng đá ấy. Đấy, ví dụ như là trong bóng đá nó còn đội hình là 4-4-2, đội hình 3-5-2, đội hình 5-4-1 chứ. Những cái đội hình này nó tùy thuộc vào từng trường hợp thì nó sẽ áp dụng với nhau. Đấy. Không có đội hình nào là tốt nhất trong mọi trường hợp cả. Cũng có, không có đội hình nào thì tương tự như vậy, không có bố cục nào là tốt nhất trong tất cả trường hợp cả. Nó phải tùy vào từng website thì mình làm bố cục. Ví dụ như web thời trang hay gì đấy thì mình sẽ phải làm gì nhỉ? Bố cục của nó phần lớn là ảnh. Đấy. Và text nó sẽ là rất nhỏ thì nó đỡ làm choán cái ảnh. Vì thời trang người ta sẽ nhìn vào ảnh thì nó có ấn tượng mạnh trước, sau đó là mình nhìn đến chữ. Tức là tùy thuộc vào từng loại website thì nó sẽ có bố cục khác nhau. Đấy, cho nên là không thể nào áp dụng được tất cả một cái bố cục cho tất cả được. Giống như bóng đá thì có mỗi đội có một kiểu đội hình khác nhau. Đấy, tùy thuộc vào cái sức đá của cái đội hình này. Ví dụ đội hình nào Brazil nhỉ, tấn công mạnh thì sẽ dùng đội hình 4-4-2 nhỉ. Những đội hình mà phiên phòng thủ dùng 5-4-1 nhỉ. Thì những cái đội hình khác nhau sẽ áp dụng vào từng trường hợp. Đấy. Mục đích của thiết kế là gì? Là nó tạo, mục đích của cái bố cục thiết kế là gì, là nó tạo cho mình một cái khung ban đầu của các bạn thiết kế, và dựa trên cái khung đấy thì mình có thể là sắp xếp các phần tử đấy, cho nó hợp lý. Và kiến thức của bố cục được dùng để làm gì đấy, nó được dùng để sử dụng để giải thích các logic của thiết kế. Ví dụ như là một cái poster mình giải thích là vì sao mà nó người ta nhìn vào đấy trước đấy, vì sao mà mình sử dụng cái đường này. Mình lấy đơn giản như là dòng chảy địa giác nhé đấy, ví dụ như thế là vì sao mà gì mình để cái chữ ở dưới này mà không để ở trên, vì theo dòng chảy của mắt thì cái gì người ta sẽ nhìn từ trên xuống đấy, và càng ở dưới thì nó càng loe ra, và cuối cùng là thông tin đọng lại chính là the memory thief, chính là gì, tên của cái này
Đấy, nó sử dụng dòng chảy rác này, dòng chảy rác cuối cùng đây là cái chữ The Dark Knight. Đấy chính là cái mình cuối cùng người ta đọng lại trong mắt, dựa trên nó nhìn trên xuống này, ấn tượng. Ô oh, đẹp đấy, nhìn xuống dưới này. Oh. Như vậy chú dùng là gì là các tên diễn viên. Đấy cái này cũng thế, cái này là dòng chảy rác. Cái đường này là thang độ xám lớn nhất cho nên mình sẽ nhìn được cái đường này. Đấy, và nhìn theo đường này cho nên là gì, mình cuối cùng mình sẽ nhìn đến dẫn mắt mình xuống dưới. Và đây chính là cái tên cuối cùng của cái phim này. Đấy. Nó tức là mình sử dụng bố cục về dòng chảy rác để mình gì nhỉ? Mình bố cục để người ta có thể là nhìn vào cái gì trước và nhìn cái gì sau, dựa vào cái thang độ xám và dựa vào cái màu của mình. Tức là cái kiến thức cái về bố cục này là sử dụng về gì để giải thích thiết kế. Hay cái nào nói khác là để chém gió. Tức là cái mình khi mình có kiến thức rồi ấy, thì mình có thể chém gió được. Khi mình có kiến thức rồi thì mình có thể giải thích được. Mà cái thiết kế không phải là bạn cứ làm xong bạn đưa cho người ta là người ta trả tiền cho bạn đâu. Các bạn phải trình bày. Mà muốn trình bày được thì bạn phải có kiến thức. Thì kiến thức về bố cục chính là một trong những kiến thức dùng để gì? Dùng để chém gió. Cái logo mà nó có giá 100.000 và cái logo có giá 10 triệu nó khác nhau ở cái phần là phần logic. Và phần logic thì tùy từng người, người nào kiến thức nó càng nhiều thì người ta càng giải thích được các cái đối tượng trong thiết kế của mình. Và khi người ta giải thích được ấy thì cái sản phẩm người ta sẽ có một cái ở một cái tầm khác, ở một cái vị trí khác và nó có giá tiền khác. Thế cho nên là gì, cái kiến thức về cái này là để tất nhiên là để bạn áp dụng rồi, nhưng mà còn một cái khía cạnh khác là để mình có thể giải thích cho người khác về cái thiết kế của mình. Hay nói khác là mình có thể chém gió thiết kế của mình, chém gọi là chém thành bão luôn. Và chém gió mình nói đùa thôi nhưng mà nó cũng là một kỹ năng của thiết kế. Nếu bạn chỉ biết làm thôi bạn không biết nói thì bạn sẽ bị coi thường ngay. Tất nhiên là nếu mà bạn là nổi tiếng thì không sao, bạn nổi tiếng bạn làm gì cũng đúng. Tức bạn bỏ đại học người ta cũng coi như là một cái gì đấy nó rất là khủng khiếp, à, rất là hào nhoáng. Nhưng mà nếu bạn không nổi tiếng thì bạn bỏ đại học bị người ta nói đó rồi đấy, bỏ đại học xong rồi chả ra gì, ví dụ như vậy. Cho nên là gì nhỉ, khi cái chém gió cũng là một kỹ năng của thiết kế. Nếu bạn biết đủ kiến thức bạn có thể chém được, hoặc là bạn có thể là gì, giải thích được nó. Nói khác là giải thích, mình nói đùa chém gió thôi thì bạn có ấn tượng với nó. Nhưng mà nếu bạn mình có thể giải thích được các thiết kế của mình thì lúc đấy là gì, thiết kế của mình nó mới có đầy đủ giá trị. Còn mình làm mà mình không biết giải thích đấy, thì nó chỉ là nó sẽ bị đánh giá thấp, nói chung là như vậy. Đấy, thì cái kiến thức bố cục được sử dụng để gì, để giải thích logic của các thiết kế của mình. Và sau khi đã nắm được các loại bố cục này thì mình sẽ sử dụng tùy từng trường hợp. Đấy, tùy trường hợp chứ, ví dụ như là đội hình mà cái bóng đá đội hình mà nó còn mới mới ấy, nó mới thành lập thì đấy nó cứ đúng đội hình nào đá thôi. Nhưng mà nếu mà bóng đá đội bóng nào nó mạnh rồi thì nó tùy từng trường hợp đội hình, ví dụ như là đang vừa tấn công xong xong về phòng thủ thì lùi về đội hình 5-4-1. Đấy, tức là nó sẽ dựa vào tùy từng hình tình hình nó áp dụng những cái đội hình khác nhau. Và có lúc thì nó không có đội hình nào, nó không áp dụng một đội hình nào trong đống này hết, nó tự sắp xếp theo đội hình 1-1-5-5 gì đấy dạng. Tức là nó sự sắp xếp theo một đội hình mới. Tức là đấy là khi mà bạn đã thiết kế mà ở mức độ cao rồi ấy, thì bạn không cần phải tuân theo những cái bố cục này nữa. Bố cục là chỉ là để ban đầu bạn có cách để làm thôi, còn sau khi bạn đã xịn rồi thì bạn phá cách. Đấy, lúc đấy bạn thích làm cái bố cục nào thì là bạn có thể giải thích được nó dựa trên những phần tử này. Thì đấy là bản chất của cái phần học về bố cục này. Rồi phần sau thì mình sẽ bắt đầu về phân loại bố cục và ví dụ về bố cục để bạn có thể hiểu là có mấy loại bố cục nhé. Và phần này mình dừng